cho tôi. Cái khăn này xài sao ta? Lạ quá. Ngộ quá ông chủ ơi. Không lẽ xài như vậy? À không được. Xài vậy ông bà chủ thấy ông bà chủ sẽ giật mình mất. À tôi biết rồi, nó sẽ xài như vậy. Cũng không khác lúc nãy nhiều. À để nghiên cứu coi. Ờ cái khăn này đẹp quá. Ôi da ông chủ cứu em ông chủ ơi. Ôi da. Sao tự chối mình vậy? Cái khăn này phải xài vậy đâu, để tôi tháo ra cho. Tháo ra cho. Ồ. Ồ. Ờ cái gì vậy? Phê. Có chế độ phê nữa hả? Dạ. Yeah. Chuyển chế độ khác đi. Cái gì vậy? Bớt phê. Thôi tôi tháo ra cho từ từ. Rồi tôi sẽ chỉ cho cái khăn này xài như vậy. Choàng vô đây. Dễ thương bé à. Em là tia nắng trong anh, em là tia nắng trên cao, là tình yêu gực gỡ. Chào bé người Mai. Bé người Mai, xuống xuống phụ anh. Phụ anh để dàn xếp cái buổi tiệc này. Buổi tiệc ngày hôm nay quan trọng lắm. Bé người Mai xuống phụ anh. Ngày hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng anh. Xuống phụ anh bé người Mai. Dọn dẹp đồ nè. Làm gì đứng với người Mai vậy bé người Mai? Xuống phụ anh. À quên, nó người máy thiệt mà. Quên bẵng đi mất, ngớ ngẩn thật. Trời ơi, công nhận nhìn bé người máy này đẹp dễ thương dễ sợ. Ở chi ngoài đời bé người máy này giống như vợ mình ta. Hay á. Thôi tôi bấm nè, khởi động này, xuống phụ tôi dọn cái buổi tiệc giùm cái đi bé người máy. Anh phải vô thay đồ gấp. Đi xuống phụ anh dọn buổi tiệc mà sao đứng múa hát nhảy như bà điên vậy? Ông chủ khó quá hà. Thì bây giờ đêm cuối rồi, mở màn phải cho nó sung chút chứ. À là vậy hả? À, vô phụ anh dọn buổi tiệc này. Buổi tiệc là quan trọng lắm, kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh. Ừ. À cha, ông chủ ơi. À, ông chủ không thể nào ăn mặc đơn giản như vậy được, như vậy bà chủ sẽ không thích đâu. Hãy chờ tôi một chút. Ủa là sao? Bé người máy muốn gì? Đây thưa ông chủ, bà chủ có giao cho tôi một trách nhiệm là phải chăm sóc ông. Cho nên bây giờ ông phải ăn mặc sao cho nó sang trọng. Ăn mặc như vậy là bà chủ tức giận lên, bà chủ sẽ cho tôi thành một đống sắt vụn đó. Tôi thấy gì cũng đẹp rồi mà. Không có đẹp đâu, quê thấy mồ. Đây mặc áo vào đi. Đó. À, cảm ơn bé người máy nhiều lắm. Mặc vô là đẹp hơn hả? Dạ đúng rồi. Ôi ông chủ có vẻ hôi hám quá. Tôi sẽ giúp ông chủ thơm tho đây. Xịt đi. Ôi cái gì vậy? Ôi cái gì vậy? Dầu dừa. Dạ xin lỗi ông chủ, robot đôi khi cũng lộn chứ. Xin lỗi. Trời ơi trời. Dạ. Khổ bé người máy quá. À tháo cái nón ra đi, em sẽ giúp cho ông chủ có một mái tóc đẹp hơn. Dạ đây. Bé người máy bình tĩnh lại. Mình phải xịt keo lên, Ê cái gì nó vậy bé người máy? Bình tĩnh lại. Cái gì? Dạ keo con voi. Dạ. Tôi biết bé người máy hay lộn mà bây giờ bé người máy hãy điều chỉnh cái chế độ bình thường lại đi. Đừng có điều chỉnh cái chế độ lộn học dịch lộn nữa. À, dạ, ông chủ chờ em một chút. À. Đó, dạ. Chỉnh vậy nó ổn. Anh ơi, để em làm hồi cho anh nha. Trời ơi, thấy thương quá hả?
nữa vậy? Chết cha, thưa ông chủ, em đã lộn chế độ tình nhân. Dạ. Trời ơi, sao lộn hoài vậy? Dạ thôi để em điều chỉnh. Để tôi chỉnh cho. Bấm dạ. Lộn hoài chế độ tình nhân mà bấm bậy bạ là nó qua chế độ tình khác rồi, có nước là dục luôn, con robot luôn á. Nè. Ở đợi. Giờ để em lau giày cho ông chủ. Dạ. Rồi đó, vô đúng chế độ rồi đó. Dạ ông chủ ơi, bây giờ á bà chủ đã là một chủ của một công ty rất là sang trọng rồi, cho tôi nên biết ông mà. Ông chủ cũng phải sang trọng như bà chủ, chứ không thì bà chủ sẽ đi theo những người đàn ông sang trọng khác đó ông chủ. Em hố rồi phải không ông chủ? Dạ xin lỗi ông chủ, robot đôi khi cũng hơi hố. Dạ. Người máy mà đâu biết chuyện vợ chồng tôi là gì đâu. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn bé người máy nhiều lắm nha, tôi phải ra rước vợ tôi. Ờ bà chủ. Chủ về rồi chưa? Chưa. Chưa về hả? Tôi đâu thấy bà chủ về đâu. Từ từ bình tĩnh lại đi. Dạ. Nha. Không khí căng thẳng quá, cho một nét nhạc lãng mạn đi. À nhạc lãng mạn. Dạ. Có ngay. Sư huynh à, anh tiểu mùi đã lỡ dạy tham gia đấu trường Tiểu Lâm rồi. Anh không biết có qua nổi con trăng này không đó hả sư huynh? Sư huynh có cách nào giúp muội không? Thôi lỡ rồi, có nhiều chơi nhiều à. Cái gì vậy bé người máy? Dạ dạ thưa ông chủ, em đã bấm lộn cái chế độ phim kiếm hiệp. Dạ để em chỉnh nhạc lại. Nhạc lãng mạn. Dạ ok, nhạc lãng mạn. Doraemon đi đố đi. Lại bậy nữa. Nobita cho em Suka. Doraemon cho mi Nobita cho em Suka. Em sẽ cố. Alo. Rồi em rồi, yêu. Biết rồi. Trời ơi, đang mới họp xong. Mới họp xong, trời ơi, đợi chút xíu em về em lấy cái áo vest cho em ra liền nè. Ồ, lơ luôn. Chờ xíu nha. À, em ơi. Dọn phụ tôi, Dạ. Rồi lấy xong cái áo vest này rồi nè, chuẩn bị xe chưa? Em à. Rồi biết rồi mà. Em có mùi rượu nữa. Dở quá vậy mà cũng uống được nữa trời. Rồi chuẩn bị xe chưa? Anh có mua bánh kem nữa. Anh mua bánh kem nữa. Ừ, ngon, béo quá. Alo. Em ơi, em dạ, nhìn thấy sao anh sao nè. Em nhìn thấy anh sao? Sao đẹp, bữa nay trời ơi đẹp dễ sợ luôn, làm gì mặc đồ trắng bóc đi trời. Em ơi, anh ở đây nè. Ôi hết vui rồi, thôi tắt hả? Ông xã. Dạ, trời đẹp. Ông xã nay mặc đồ đẹp quá. Cảm ơn em yêu nhiều. Dạ, dạ. Em à, em biết ngày hôm nay là ngày gì không? À, hôm nay thứ bảy. Đúng không? Thứ bảy em biết mà, đáng lẽ là em phải ở nhà với anh. Nhưng mà anh biết rồi, em bận lắm nha. Không em à, ngày thứ bảy là ngày nghỉ. Rồi nhưng mà ngày hôm nay quan trọng hơn. Đúng rồi, quan trọng. Bữa nay em có buổi họp rất là quan trọng, cho nên em về em lấy đồ em đi nè. Nha, anh chờ em xíu. Ê con quỷ cái. Quỷ cái nào bả kêu kìa. Tao nói mày á, cái con đầm sa rê trắng. Dạ thưa bà chủ kêu tôi. Mày liệu hồn nha, tao mua mày về mắc lắm. 6.000 đô nha. Mày phải thay tao chăm sóc quần áo, ăn uống cho ông chủ ha. Ổng mà nói tao một tiếng á, tao cho mày thành phế thải nha mày. Dạ tuân lệnh bà chủ. Kệ con bé người máy đi. Em ơi, chuyện chính là ngày hôm nay là ngày thứ bảy, trùng hợp vô ngày rất là quan trọng. Em bận ha, bây giờ em phải đi họp. Một tuần nữa em về rồi hai vợ chồng mình đi ăn uống gì đó lãng mạn tâm sự nha chồng nha. Không phải nha. Bye bye phải, anh phải đúng ngày chứ. Alo xe tới lẹ giùm em cái. Em yêu ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của mình đó. Dạ thưa ông chủ, tôi thiết nghĩ chắc bữa tiệc hôm nay tôi xin phép được dọn dẹp. Thôi, lỡ bài rồi, dọn dẹp vô duyên lắm. Đừng cứ để yên mọi thứ đi, ngồi ở đây chơi với tôi. Nhưng bà chủ về thấy sẽ la tôi chết. Cứ ngồi đó đi, đó là mệnh lệnh. Dạ. Món quà của ông chủ mua cho bà chủ hả? Để robot em đi cất nha. Thôi được rồi, cứ để nó đi. Đó là món quà này tôi cũng dành dụm cả tháng tiền lương mới có được cái này.
Cái khăn thôi. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ chắc vợ tôi không cần nữa đâu. Thấy robot dù không có đồ mới thì thay tôi tặng đó. Tặng cho bé người máy. Tặng cho tôi. Cái khăn này xài sao ta? Lạ quá. Ngộ quá ông chủ ơi. Không lẽ xài như vậy? À không được. Tại vậy ông bà chủ thấy ông bà chủ sẽ giật mình mất. À tôi biết rồi, nó sẽ xài như vậy. Cũng không khác lúc nãy nhiều. À, để nghiên cứu coi. À, cái khăn này đẹp quá. Ôi da ông chủ cứu em ông chủ ơi. Ôi da. Sao tự chối mình vậy? Cái khăn này phải xài vậy đâu, này tôi tháo ra cho. Tháo ra cho. Ờ, cái gì vậy? Phê. Có chế độ phê nữa hả? Dạ. Yeah. Chuyển chế độ khác đi. Cái gì vậy? Bớt phê. Thôi tôi tháo ra cho từ từ. Rồi. Tôi sẽ chỉ cho cái khăn này xài như vậy. Choàng vô đây. Kỳ dễ thương bé à. Ông chủ nói gì kỳ vậy? Con robot nào thì nó cũng như con robot nào mà thôi. Có gì đâu mà đẹp. Không, nhưng bây giờ trong mắt của anh bé rất là đẹp. Ơi, cái gì vậy? Mắc cỡ đó. Mà cái gì rạc rạc ghê quá. Sắc mà. À, đẹp lắm. Tôi tặng cho bé luôn đó. Thôi để tôi vô dọn giường chiếu cho ông chủ đi ngủ nha. À, chưa ngủ được đâu. À, bây giờ tiệc cũng đã bài hết rồi. Có mua chai rượu về nữa mà. À, uống hết chai rượu này với tôi đi là ngủ. Thưa ông chủ, tôi không thể nào uống rượu được. Bình thường có người uống rượu được. Tôi biết bé là một con robot cao cấp cũng có thể uống rượu bình thường được thôi. Không được ông chủ ơi, tôi uống rượu vô tôi làm nhiều cái kỳ lắm. Dạ. Uống rượu đi mới cảm giác vui được. Uống rượu với tôi đi. Uống hết chai rượu này mới được đi ngủ. Đó là mệnh lệnh. Tuân lệnh ông chủ. Đây tôi sẽ rót ra. Vô. Oh. Rồi, đi ngủ. Ồ, xong mệnh lệnh một chai là đi ngủ ư? Ồ, 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 ồ. Ôi. Chà. Sao rượu này mạnh dữ? Ôi. 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 Ôi, cắm đầu đâu vậy? Ôi, ơi, ơi, bậy rồi. Không phải. Đây nè, chỗ của bé là trên đây. Cảm ơn ông chủ. Tôi đã nói rồi, đừng có cho tôi uống rượu mà. Từ từ, đi lên đi. Đúng rồi. Cứ từ từ lên đi. Lên. Ôi, ôi, tôi chừng té. À. Không ngờ ngày hôm nay vui vậy chứ. Lần đầu tiên tôi thấy một con robot mà nhậu xỉn mà cắm đầu vô bồn cầu tào lao vậy. Hóa ra ông chủ là cái bồn cầu à. Ý tôi nói vậy cho vui thôi, cho buổi tiệc nó vui nhộn lên, không khí vui là vui lắm. Ngày này cái ngày này mấy năm về trước vui lắm. Lúc đó là kỷ niệm một năm ngày cưới, hai vợ chồng tôi mới vừa cưới nhau. Lúc đó còn nghèo khổ lắm, chưa có đủ điều kiện mà kinh tế như giờ đâu. Hai đứa phải mướn ở một cái chung cư hạng bét. Mà ngày hôm đó nhớ ngày kỷ niệm ngày cưới, hai đứa đều chuẩn bị những món quà cho nhau chứ. Mặc dù không có tiền nhưng vẫn mua được một cái bánh bông lan nhỏ xíu vậy nè, hai đứa ăn vui. Bất thình lình nó nổi lên một cái nét nhạc lãng mạn. À,
nét nhạc là nhạc lãng mạn. Dạ, nhạc lãng mạn. Nghe nhạc lãng mạn là vui liền. Đúng chưa ông chủ? Sao trùng hợp quá vậy? Đúng cái bài này rồi. À, lúc đó tôi với vợ tôi bắt đầu tình cảm dâng trào và khiêu vũ. À, bé người máy khiêu vũ với tôi được chứ? Đang vui mà. Dạ, tôi không biết khiêu vũ. Khiêu vũ đi, khiêu vũ dễ lắm. Khiêu vũ với tôi nha. Đó là mệnh lệnh phải không? À không, cái điều này là tôi thiết tha cầu xin bé người máy hãy giúp tôi chuyện này. Ok. Đầu tiên, hai tay đặt lên vai. À, nhẹ nhàng thôi, khiêu vũ phải nhẹ nhàng. Hai tay tôi giặt vào eo của bé người máy. Bắt đầu khiêu vũ nè. 2, 3. Cái gì đau quá vậy? Cứng quá. Sắc mà. Dạ, không biết hả? Dạ xin lỗi ông chủ, tôi không biết. Đây tôi chỉ cho từ từ. Dạ dạ. Dễ lắm. Dạ. Khi tôi dang hai chân ra. Dạ. Thì bé người máy hãy xọt cái chân chính giữa nha, nhẹ nhàng thôi. Dạ. 2, 3. Wow. Nhẹ nhàng lại thôi. Dạ dạ. 2, 3. Đó, từ từ rồi đó. 2, 3. Nhẹ nhàng. 1 tà 2 3 tà 4 5 tà 6 7 tà 8 9 tà 10. Bé người máy, anh thật sự cảm ơn bé người máy nhiều lắm. Khoảng thời gian qua, nhờ có bé người máy ở trong căn nhà này chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, từ lúc bé người máy vào căn nhà này, anh mới có cảm giác vợ anh được ở gần bên anh. Tôi cũng cảm ơn ông chủ nhiều lắm. Kể từ ngày được bước vô nhà này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì chỉ có ông chủ mới xem tôi như là con người. Chị nói bình thường mà. Biết tay không? Dạ tay. 2, 3 tay. Đau quá. Chưa khiêu vũ. Chóng mặt quá. Ê, ấy. Biết hung không? Hên xui. Chỉ cho. Hai môi tiến thẳng về phía trước. Tim bắt đầu đập mạnh. Ôi trời ơi, trời ơi, quá. Lại nhẹ lại. Tim đập mạnh gì? Hai môi tiến về phía trước. Con tim và con kiếp bắt đầu đập nhẹ nhàng. Từ từ môi chạm môi. Trời ơi! Cái gì xảy ra trong cái nhà của tôi vậy hả? À, vợ tôi. À, bà chủ đã về. Em bình tĩnh đi. Thật ra là chuyện không có gì hết. Chuyện không có gì hết. Thật ra là anh và bé ăn tiệc. Ăn tiệc thì ăn trái cây và có một chút rượu. Rồi khiêu vũ thôi chứ không có gì hết. Không có gì hết. Không, em bình tĩnh lại. Em bình tĩnh lại. Trong nhà của tôi. Thật ra không có gì hết. Em yêu à. Anh giỏi. Em bình tĩnh lại. Tại sao anh mò ra được cái chế độ này? Chế độ gì? Còn mày nữa con quỷ. Tại sao mày có chế độ này? Em à. Cái gì vậy? Quà đó là món quà của anh dành dụm mua tặng cho em kỷ niệm 5 năm ngày cưới đó mà. Quà ông mua tặng tôi mà nằm trên người nó. Hả Đạt. À, em ơi, em bình tĩnh đi, thật ra chuyện thì không như em nghĩ đâu. Ở trong nhà tao, tiền tao mua mà mày vậy đó hả? Robot đống sắt dùng. Thôi em được rồi, đủ rồi, đừng làm gì hơn nữa. Bình tĩnh lại. Tôi làm gì hơn? Nó có làm gì hơn? Tôi sẽ cho anh biết tôi còn làm được cái gì. Ơi! Tao sẽ cho thầy thành một đống phế thải. Tại sao giật
Thôi đủ rồi á, đừng làm nhiều trò nữa. Tôi hiểu hết mọi chuyện rồi. Tôi không phải thằng ngu. Tôi không phải thằng ngu mà không biết chuyện gì. Đừng làm trò nhiều trò nhiều trò căn nhà này nữa. Bây giờ em có thể thoải mái đi theo con đường của em, đi theo con đường danh vọng của em. Và em hãy chọn cho mình một người chồng đích thực, một người chồng đích thực để xứng tầm với em. Còn tôi biết từ lâu rồi, em đã không còn thương tôi, em không còn thương tôi nữa. Em đã có một người đàn ông khác. Và bây giờ em hãy đi. Từ lâu em đã không coi tôi là chồng. Và kể từ ngày hôm nay tôi nói thẳng với em luôn, em không phải là vợ của tôi. Bây giờ vợ của tôi chính là bé người Mai này nè. Lỡ thì nói luôn, anh á chỉ là một cái thứ gì đó không nên xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Anh làm như tôi thích sống trong cái gia đình, cái nhà này lắm vậy đó. Ok, sống với con người Mái đó của anh đi. Đồ điên. Về chơi. Vô đem cái đống phế thải này ra khỏi nhà đi. Không cần trả một đồng nào đâu. Thứ phế thải. Bé người Mái, tỉnh dậy đi bé người Mái. Bé người Mái, anh phải làm gì để em tỉnh dậy? Bin, à, tỉnh dậy. Hồi nãy, ăn Bin hay là phải chấp cái gì? Bé người Mái, tỉnh dậy, tỉnh dậy với anh đi bé người Mái. Có tin nhiều. Bé người Mai. Chào ông chủ.